Mình cảm ơn Nhi đây. Đây là cái vlog mà rất nhiều người muốn mình làm rồi. Mình tuy nói thật với mọi người là cái cuộc sống bây giờ của mình nó chưa ổn định một tí nào luôn ý. Nhưng mà tại vì mọi người thích nên là mình cũng muốn làm. Để gọi là coi như là đây là một cái vlog không hoàn hảo. Thì sau này sẽ có một cái vlog du học sinh Úc hoàn hảo hơn. Thì hiện tại là mình đang ăn sáng. Và món mình có ở đây không biết mọi người nhìn thấy không, là món mì ý và nấm. Mình không tốn nhiều thời gian để ăn sáng như này đâu. Mình không chuẩn bị kỹ càng đi đâu. Mà do nhà mình ý, có một anh cùng nhà mình, thì anh ý đã làm sẵn cho bọn mình cái này để bọn mình có thể ăn sáng như hôm nay. Chứ mà bình thường thì mình ăn rất là đơn giản, ăn kiểu ngũ cốc với sữa thôi. Và năm nay mình đã đủ bữa ăn sáng rồi, mình ăn ngũ cốc và sữa thôi cho nó nhanh hơn và cũng kiểu đầy đủ chất hơn ý. Năm ngoái thì như mọi người cũng biết là mình ăn Nutella, bơ lạc và bánh mì, nhưng mà mình nhận ra là nó quá béo ấy, kiểu siêu béo ấy. Tất nhiên rồi, ăn sáng thì lúc nào cũng phải xem phim. Nhưng mà lần này thì mình không xem How I Met Your Mother nữa. Tại vì mình xem nhiều quá rồi mọi người ạ. Mình xem được 9 lần rồi, nhưng mà mình vẫn muốn xem lại. Nhưng hiện tại thì mình đang xem phim Itaewon. Trời ơi, đang hóng kinh khủng luôn á. Thực sự đây không phải một cái vlog hoàn hảo ấy. Trước khi mình ra khỏi nhà mình đeo AirPods không? Thế là mình kiểu vẫn nghe được nhạc ấy. Xong rồi ra khỏi nhà mình nhận ra là mình để quên điện thoại ở trên phòng. Thế lại phải chạy lên lấy. Thứ hai nữa là nhìn mặt mình này. Đây, còn đây là khu nhà mình mọi người ạ. Nhìn không? Mình đã bảo là đi bộ vài bước để đến trường mà. Thực ra là cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình là tại sao mình chọn Macquarie. Một trong những lý do mình chọn Macquarie đấy là nó rất là thực tế. Mình vừa học xong môn làm radio và podcast, thì trong cái lớp đấy họ dạy rất là kiểu kỹ, và như kiểu là dạy mình cách cầm mic sao cho nó đúng này, rồi dạy mình các phần mềm cắt ghép như thế nào cho đúng. Trước nếu như mọi người nhớ thì mình đã có ước mơ làm cái Radio for Dreamers by Mẫn Nhi rồi. Nhưng mà thực ra là hồi đấy mình cảm thấy kiểu skill mình chưa có, mình cũng chứ không biết làm như nào á. Thế là nhưng mà bây giờ thì may mắn là học được cái lớp này rồi, thì sẽ hy vọng là trong tương lai mình sẽ làm được sớm thôi. Thứ hai nữa là mình thấy là trường kiểu support học sinh một cách kinh khủng khiếp ý. Tức là ví dụ như mình viết bài thì nó có cả một cái bộ phận để giúp mình viết bài. Tất nhiên là không phải viết bài hộ mình rồi, nhưng mà kiểu giúp mình viết bài ý. Tức là ý tưởng nên như thế nào, nên viết như nào, xong họ kiểu feedback cho mình nữa. Nói chung là hiện tại thì so far so good, mình thấy ở đây khá là thích. Công nhận cơ sở vật chất thực sự là đẹp luôn. Chưa có dịp để quay kỹ cho mọi người, mình nghĩ là cái này mình sẽ làm hẳn một cái video sau này, mình sẽ cho mọi người xem sau. Hôm nay mình sẽ không về nhà học tiếp nữa mà sẽ thay đổi lịch trình một chút. Mình sẽ đi mua bột làm bánh Red Velvet mọi người ơi, nhà mình có lò nướng. Và ua, trời xanh ghê cô, đẹp dã man. Trời quá đẹp luôn. Và đây là siêu thị này mọi người ơi. Và mình đang chờ để bước ở sang kia. Và đường này kiểu đông vãi. Mọi người ạ, khi mà mình đã tính mua bột biết các thứ về làm bánh Red Velvet rồi, thì mình nhìn thấy nó có cái bột kiểu ăn liền như này. Trời luôn. Làm bánh hay là đan khăn, nói chung là những bạn nữ đấy chị rất là nể, chúng nó đặt rất nhiều tâm huyết vào ấy. Mình vừa về phòng xong thì nói chung là hôm nay cũng đã kết thúc một ngày, cũng vừa làm bánh xong để tối ăn rồi. Nói chung là hôm nay khá là mệt và bây giờ chắc là mình sẽ đi tẩy trang xong rồi mình sẽ nghỉ ngơi tối nay thôi. Tại vì hôm nay là buổi học cuối cùng của tuần này rồi, nghỉ ngơi chill thư giãn buổi tối thôi. Thì
nha. May mắn cho mọi người là tối nay mọi người không gặp mình học đấy. Hôm nay sẽ có những hoạt động khác. Thì bây giờ mọi người chờ mình chút và mình sẽ cùng nhau thư giãn buổi tối nay nha. Xin chào mừng mọi người đã đến với chương trình skincare của Mẫn Nhi. Nhưng mà skin có care không thì mình cũng không biết nữa. Da của mình hiện tại thì cũng không hề tốt như đợt trước. Tại vì từ cái lúc mình sang đây thì mình sinh hoạt nó không điều độ cho lắm. Tại vì mình vẫn đang chưa ổn định cuộc sống ý. Thì hiện tại là mình đã tẩy trang xong hết rồi, trừ kẻ lông mày, kẻ mắt, với cả hiện tại là mình đang đánh son dưỡng của Dior. Thì như mọi người có thể thấy thì da mình dạo này thật sự rất là tệ, nên là mình cũng đầu tư chăm sóc da hơn một chút. Thứ mà mình đầu tư nhiều nhất đấy chính là máy móc của Folio. Nói về Folio thì mình nghĩ là mình không cần nói gì nhiều, tại vì cái khả năng của nó đến đâu thì rất nhiều người biết, đã rất nhiều người kiểm chứng rồi, và ai sử dụng đều biết là Folio nó hiệu quả như nào rồi. Sau khi mà mình quyết định nâng cấp lên máy Luna Mini 3 thì thật sự rất tình cờ đấy là Folio lại muốn làm việc với mình. Và Folio đã tặng mình một cái máy mà mình cũng đang cố gắng tích góp tiền để mình mua máy đấy. Đấy chính là máy UFO. Đây chính là một cái máy đắp mask mà rất là nhiều người khen. Và thật sự là khi mà mình đắp mask xong ấy, mình kiểu về. Folio thì đã tặng mình hai loại mask. Đầu tiên là mask buổi sáng, đấy là mask Make My Day. Còn mask thứ hai đấy chính là Call It A Night. Là cái này là cái mà bây giờ mình sử dụng. Cái thứ mà mình thích ở cái mask này đấy chính là nó rất là nhanh. Mình cảm giác là buổi sáng mình chỉ cần mất có 1.5 phút thôi là cái da của mình rõ ràng là nó đã ẩm hơn, nó đã tốt hơn. Thực sự có một điều mình còn thích hơn nữa, đấy là nó làm cho cái da mình nó kiểu sạch một cách dã man ý. Có nghĩa khi mình rửa mặt xong mình đã tưởng mặt mình sạch rồi, nhưng mà sau khi mình sử dụng máy này mình mới phát hiện ra ui kiểu mặt mình ngoài da còn bẩn lắm ý. Mình sẽ để một cái ảnh ở đây cho mọi người xem. Và có một lý do tại sao mặt nạ UFO lại nổi tiếng đến thế, đó chính là có nhiệt nóng để làm giãn nở lỗ chân lông để thẩm thấu cái dưỡng chất tốt hơn vào da ấy mọi người. Còn cái nhiệt lạnh thì để khóa ẩm. Sau khi mà mình đã lắp vào đây xong rồi thì mình sẽ kết nối với cả máy Folio của mình. Và các đèn LED mà như mọi người có thể nhìn thấy trên máy của mình lúc mà nó sáng lên sáng xuống ý, đấy là để đều màu da và trị thâm. Và ngoài ra để nói về các loại sóng của Folio thì không thể chê vào đâu rồi. Thì với cái máy này thì đây có sóng âm dung T-Sonic đưa được các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da. You're coming to the end of your treatment. Oh, rồi. Mọi người nghĩ là mọi thứ rất chill đúng không? Nhưng không, khi mà mình đã cố gắng thắp ngọn nến này lên để cho nó chill hơn một chút. Và mình đã còn đầu tư mua hẳn cái bật lửa này. Nhưng mà cùng mọi người biết gì không? Nó không thể đốt được, xong mình đã cố gắng đốt lắm rồi ấy. Và cùng bao nhiêu hôm thì nó bị cháy bê bét thế này. Bây giờ mình còn không nhìn thấy cái đầu để mà mình đốt lên được ý. Trời ơi, chán dã man, thì chắc là sắp tới phải đi mua một lọ nến khác thôi. Đó, buổi tối của mình thực ra cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Đấy là đọc một ít trang sách này. Skincare là rất là quan trọng luôn. Rồi lướt Facebook. Và cuối cùng là một điều mà mình sẽ không bao giờ bỏ qua, đấy chính là lập thời gian biểu cho ngày hôm sau. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem đến đây luôn. Và hy vọng mọi người đã thích video này. Và mọi người đừng có quên là subscribe mình nha. Và nhớ bấm nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ các video sắp tới của mình.